Hồng Nguyên và Xuân Nghĩa. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị vừa đến với những tin tức nổi bật nhất trong bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Chương trình đang được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Vẫn như thường lệ, phần đầu tiên của bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin mới nhất, nóng nhất tại một số địa phương ở nước ta. Mời quý vị cùng theo dõi. Vấn nạn trộm chó hoành hành nhiều năm qua đã khiến người dân vô cùng bức xúc, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn xử lý hiệu quả. Các đối tượng trộm chó chủ yếu bán cho các quán thịt chó, tuy nhiên việc xử lý chủ quán không dễ dàng. Mới đây, qua nỗ lực theo dõi, đột kích, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bắt giữ một đối tượng trộm chó và một chủ quán thịt chó trên địa bàn. Chủ quán bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29 tháng 2, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an xã Đông Hòa Hiệp tiến hành kiểm tra hành chính quán cầy tơ do Đỗ Bá Hành sinh năm 1980 làm chủ tại địa phương. Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy chở theo một túi ni lông chứa nhiều con chó đang đem bán cho Hành. Khi thấy lực lượng công an, một trong hai đối tượng bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ Hồ Thanh Thuận, sinh năm 1988, cùng tang vật là một bộ dụng cụ dùng để bắn chó, hai chai nhựa đựng bột ớt và 9 con chó đã chết. Qua làm việc ban đầu, Thuận thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận vào đêm ngày 28 tháng 2, Thuận cùng một đối tượng khác điều khiển xe máy đi trộm chó của người dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An rồi đem về bán cho Hành. Hành thừa nhận biết rõ hai đối tượng trộm chó mang về bán nhưng vẫn đồng ý mua để làm thịt bán. Cũng tại địa phương này, hiện nay tại khu vực khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành thường xuyên xảy ra tình trạng người đi xe máy ngược chiều, lấn làn xe đúng chiều, gây ách tắc giao thông và nguy cơ tai nạn rất cao. Vào khoảng từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút hàng ngày, trên quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Hòa Tịnh đến khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang, hàng trăm công nhân điều khiển xe máy lưu thông ngược chiều, lấn sang làn xe máy đúng chiều để đi vào cổng khu công nghiệp. Tình trạng công nhân điều khiển xe máy ngược chiều đã khiến cho người đi đường lo lắng khi phải tránh né để không xảy ra tai nạn giao thông. Việc đi băng ngang đèn tín hiệu giao thông ngã ba Hòa Tịnh để đi ngược chiều một quãng đường dài hàng trăm mét trên quốc lộ 1 như vậy gây mất an toàn giao thông, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng khi lưu lượng xe buýt, xe tải và ô tô thường xuyên lưu thông qua đây. Trước tình trạng vi phạm giao thông thường xuyên xảy ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đề nghị Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Tiền Giang chủ trì phối hợp với huyện Châu Thành, Ban Quản lý Khu công nghiệp Tân Hương nghiên cứu mở thêm cổng, tổ chức phân luồng cho các phương tiện, công nhân ra vào khu công nghiệp vào giờ cao điểm cho phù hợp. Ngoài ra, cần lắp đặt biển cấm mua bán lấn chiếm vỉa hè, lắp đặt hệ thống camera xử phạt vi phạm giao thông. Ở tỉnh Đắk Lắk, khoảng 1 tháng trước xảy ra vụ chiếm đoạt xe máy khá hy hữu. Nam thanh niên hư xe máy, được một người giúp đẩy xe và lợi dụng sơ hở chiếm đoạt xe máy của ân nhân. Vụ việc gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Mới đây, Công an huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ nam thanh niên này. Đối tượng là Nguyễn Cao Nguyên, 28 tuổi, ngụ thị trấn Chư Sê, Gia Lai. Làm việc với công an, bước đầu Nguyên khai nhận ngày 17 tháng 2, Nguyên xin ở nhờ tại nhà người quen ở tỉnh Gia Lai. Nguyên lén lút lấy trộm xe máy 61G1 37687 của chị L để chạy vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 2, khi đi qua tuyến đường tránh Buôn Hồ, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk thì xe bị hư. Vừa đúng lúc ông Sưu Khen, 36 tuổi, điều khiển xe máy từ Gia Lai hướng về thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, phát hiện Nguyên dắt xe máy 61G1 37687 lên dốc cao với bộ dạng mệt mỏi. Thấy vậy, ông Sưu Khen dừng lại để giúp Nguyên. Ông Sưu Khen dắt xe của Nguyên lên dốc, còn Nguyên điều khiển xe máy 81N1 22353 của ông Sưu Khen rồi bỏ chạy. Đáng chú ý, thời điểm bị mất xe, trên xe còn chở vali một số đồ đạc, trong đó có trang sức trị giá hơn 10 triệu đồng. Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra bắt khẩn cấp nam thanh niên Hồ Thành Tới, 17 tuổi, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đối tượng mê game online, nợ nần số tiền lớn. Vụ việc được camera an ninh ghi lại vào lúc 1 giờ 35 phút sáng ngày 10 tháng 3 năm 2024 tại trạm xăng số 18 thuộc xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Nam thanh niên đeo khẩu trang che kín đầu, điều khiển xe máy che biển số đến cửa hàng, dùng dao đe dọa nhân viên bán xăng rồi mở hộp tủ cướp tiền, tẩu thoát. Công an huyện Gò Dầu cử lực lượng đến hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera an ninh, công an huyện đã sàng lọc, xác minh đối tượng nghi vấn. Qua truy xét đến ngày 12 tháng 3 năm 2024, Công an huyện xác định đối tượng gây án là Hồ Thành Tới, sinh năm 2007 và tiến hành bắt giữ. Qua khám xét, công an thu giữ trên 12 triệu đồng là số tiền do Tới cướp được của cây xăng nhưng chưa kịp tiêu xài, một xe máy là phương tiện gây án và con dao gây án. Tại cơ quan công an, Tới khai nhận do mê chơi game trên mạng nên bị thua số tiền lớn không thể trả được. Biết trạm xăng ban đêm chỉ có một người bán nên đã lên kế hoạch đến cướp tiền để mang đi trả nợ. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Tài, 18 tuổi và 8 đồng phạm khác trong độ tuổi từ 16 đến 22, cùng trú huyện Châu Thành và thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về tội giết người. Cả nhóm côn đồ tìm người có mâu thuẫn để giải quyết, nhưng nhìn nhầm người và đâm, chém khiến hai nạn nhân bị thương. Theo cáo trạng, vào tối ngày 19 tháng 3 năm 2022, một người trong nhóm của Nguyễn Văn Tài bị hai thanh niên lạ mặt cầm hung khí tấn công. Thế vậy, nhóm của Tài đã đi tìm những người này để đánh trả thù. Khi thấy một nhóm thanh niên khoảng 6 người đang đứng tại cây xăng, nên các đối tượng đã cầm hung khí tấn công. 4 trong số 6 thanh niên chạy thoát, còn lại 2 người bị chém đánh gây thương tích. Khi biết chém nhầm người, cả nhóm của Tài bỏ đi. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt 9 đối tượng, tổng cộng hơn 40 năm tù cùng về tội giết người. Thời gian qua, nhu cầu của người lao động trong giải quyết các thủ tục pháp lý, hoạt động đào tạo hướng nghiệp về xuất khẩu lao động đang tăng cao. Nhiều đối tượng tìm cách để lừa đảo trục lợi. Thủ đoạn thường gặp là rao trên mạng xã hội về việc hỗ trợ giải quyết thủ tục pháp lý, tìm nhà ở, hỗ trợ việc làm, đặc biệt là làm visa giá rẻ, khiến nhiều người tin tưởng và sập bẫy. Với kinh nghiệm 7 năm sinh sống, làm việc tại Nhật Bản, Trần Thị Kim Gương, 35 tuổi, trú ấp 1 xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã lên các hội nhóm trên mạng xã hội về xuất khẩu lao động để tìm kiếm con mồi, đánh vào tâm lý nạn nhân muốn nhanh chóng, đơn giản thủ tục. Gương đã câu nhử, thường xuyên nhắn tin tương tác, tạo uy tín về chất lượng dịch vụ hỗ trợ làm visa, thậm chí còn hứa hẹn cho người lao động mượn tiền để làm thủ tục. Bằng thủ đoạn trên, Gương đã chiếm đoạt 272 triệu đồng của một phụ nữ ở huyện Krông Ba, tỉnh Gia Lai, hiện đang lao động tại Nhật Bản. Lấy một Facebook ảo, xong rồi em bình luận, xong rồi cái bạn bị hại thì bạn đó mới nhờ em. Mới nhờ em làm, thấy rằng em lấy một cái group khác nữa, em bình luận, ý là em nói cho bạn đó tin, đặng bạn đó làm, bạn đó gia hạn visa này nọ đó, đặng bạn đó chuyển tiền cho em. Gần đây các đối tượng lừa đảo còn tạo website, Facebook giả danh các công ty xuất khẩu lao động uy tín, đăng tải hình ảnh đưa tiễn người lao động ở sân bay, đưa ra nhiều chương trình ưu đãi với chi phí làm visa chỉ bằng 1/2 so với công ty chính ngạch, khiến nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo. Cơ quan chức năng đã cảnh báo người lao động chú ý các chiêu thức lừa đảo này. Mới đây, lực lượng chức năng huyện Đức Huệ, tỉnh Long An chúng ta đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu. Số lượng tang vật lên đến 6.000 gói thuốc lá. Qua công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực cầu Mỹ Bình thuộc ấp 4 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Trần Triệu Phú có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, bên trong phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện có 6.000 gói thuốc lá ngoại. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Trần Triệu Phú khai nhận số thuốc lá trên được một người trú xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thuê vận chuyển từ Thò Mò đến huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh với giá là 500.000 đồng. Được biết, đối tượng Trần Triệu Phú hết sức manh động, liều lĩnh. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa trái phép, đối tượng đã sử dụng ma túy. Khám xét trên xe đối tượng, lực lượng phá án phát hiện bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Thưa quý vị, vài năm gần đây, rộ lên tình trạng trộm cắp thiết bị công trình công cộng, dây điện của hệ thống chiếu sáng công cộng. Các vụ trộm gây thiệt hại lớn về kinh tế, đe dọa sự an toàn về sức khỏe, tính mạng của người dân, uy hiếp sự an toàn của lưới điện. Mới đây, tuyến dây điện của hệ thống công trình đèn chiếu sáng tại cầu Hồng Ngự và cầu Nguyễn Tất Thành, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bị cắt trộm. Lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, bắt giữ một nam thanh niên 24 tuổi. Hai vụ cắt trộm dây điện xảy ra trong 2 ngày 9 và 10 tháng 3 năm 2024. Qua công tác điều tra, đến sáng 11 tháng 3 2024, lực lượng chức năng đã mời làm việc Nguyễn Văn Chuột, sinh năm 2000, trú tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tại cơ quan công an, Chuột khai nhận đã cắt trộm dây điện để bán lấy tiền, mua ma túy sử dụng. Trước đó, đối tượng còn cắt trộm dây điện của khu ao nuôi cá trên địa bàn phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự. Công an thành phố Hồng Ngự đã thu hồi được một cây kiềm và 2 đoạn dây điện có tổng chiều dài trên 50 mét. Cũng tại địa phương này, một người đàn ông 43 tuổi ở huyện Hồng Ngự can ngăn 2 người cự cãi. Những tưởng phải giữ được bình tĩnh cho chính mình và người khác, nhưng không. Chính người này còn không kiềm chế được bản thân đã gây án mạng nghiêm trọng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để điều tra về hành vi giết người. Vào ngày 7 tháng 2, đối tượng Trần Văn Chí muốn can ngăn chuyện cự cãi của 2 người khác đá gà ăn thua bằng tiền. Một trong 2 người có mâu thuẫn với nhau đã quay sang mâu thuẫn với Chí. Đối tượng Chí dùng dao đâm nhiều cái vào người nạn nhân. Tuy được người xung quanh can ngăn và đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau một thời gian lẫn trốn, Trần Văn Chí đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Tuần trước tại Vĩnh Phúc xảy ra vụ cướp táo tợn, nhóm 3 đối tượng rình rập một phụ nữ đi rút tiền ngân hàng ra, đã bám theo cướp giật túi tiền 1 tỷ đồng mà Nóng 24 giờ đã thông tin đến quý vị. Mới đây, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho bắt 2 đối tượng, trong đó một đối tượng có 4 tiền án và trực tiếp cướp giật tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1999, trú quận Hà Đông, Hà Nội, và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1992, trú huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Đồng thời truy nã đặc biệt với Dương Đức Luân, sinh năm 2000, trú huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, về tội cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, Hùng và Nam khai nhận do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên 3 đối tượng tham gia nhóm Facebook Hội Những Người Vỡ Nợ Muốn Làm Liều Toàn Quốc. Sau đó, 3 đối tượng hẹn gặp gỡ, bàn bạc, thống nhất và thực hiện vụ cướp tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Xin chuyển sang thông tin gây xôn xao mạng xã hội từ sáng qua, thưa quý vị. Người phụ nữ dừng ô tô để bán trứng ở chợ thuộc xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Khi quay lại thì bất ngờ phát hiện chiếc túi lạ, bên trong có hơn 1 tỷ đồng trên xe của mình. Người phụ nữ lập tức trình báo cơ quan chức năng để kiểm đếm và xác minh xử lý vụ việc. Sáng 14 tháng 3, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và clip về sự việc một phụ nữ bán trứng gà đổ xe ven đường để đi giao hàng. Sau khi vào chợ giao hàng, chị này quay ra thì phát hiện trong xe của mình xuất hiện một túi ni lông màu đỏ, bên trong có lượng lớn tiền mặt, bước đầu đếm khoảng hơn 1 tỷ đồng. Thông tin khiến cộng đồng mạng xôn xao, nhiều người bình luận đồn đoán về nguồn gốc số tiền trên. Trên thực tế, người phụ nữ đã trình báo cơ quan chức năng và vụ việc được xác minh làm rõ. Qua kiểm tra, lực lượng công an thống kê được trong túi có khoảng 1,2 tỷ đồng. Tiếp đó, Công an xã Tam Đồng đã phát đi thông báo truy tìm chủ nhân của số tiền nói trên. Đến tối 13 tháng 3, chủ nhân của túi tiền là một gia đình trên địa bàn xã đã đến trụ sở công an để nhận lại số tiền trên, đồng thời trình bày nguyên cớ vụ việc. Do mâu thuẫn với gia đình, người con trai cầm cọc tiền bán đất ném vào xe ô tô của người bán trứng. Sau khi xác minh, lực lượng chức năng đã bàn giao số tiền cho chủ nhân. 2 ngày qua, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một chú nai xuất hiện ven đường ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Nhiều người nghi vấn về khả năng xuất hiện nai tự nhiên, cơ quan chức năng đã có thông tin ban đầu. Ngày 13 tháng 3, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài khoảng 27 giây ghi lại hình ảnh một con nai có cặp sừng lớn đang đi ven một con đường nhựa, kèm theo thông tin nai rừng xuống đường tại huyện Cần Giờ. Đoạn clip trên thu hút nhiều quan tâm, bình luận của người dùng mạng xã hội. Không ít người nghi ngại về khả năng xuất hiện nai ở Cần Giờ. Hạt kiểm lâm Cần Giờ đã thông tin khẳng định rừng Cần Giờ không có nai ngoài tự nhiên. Trước đây có một đơn vị có đăng ký gây giống và nuôi nai, có sự kiểm tra giám sát của cơ quan kiểm lâm. Sau đó, khoảng năm 2022, có một con nai bị sõng chuồng ra tự nhiên. Do đó, nghi vấn con nai trong clip có thể là trường hợp con nai sõng chuồng. Hạt kiểm lâm Cần Giờ cũng cử người kiểm tra, cũng như có kế hoạch quản lý chú nai này. Thưa quý vị, việc để trẻ nhỏ ở nhà một mình mà không có người lớn bên cạnh luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Điển hình là mới đây tại một nhà dân ở tỉnh Kiên Giang, phát hiện trong nhà chỉ có trẻ em bên trong, 2 đối tượng đã xông vào trộm cắp. 2 đối tượng rảo đi tìm nhà dân sơ hở, phát hiện trong nhà có cháu bé đang nằm võng chơi điện thoại. Người phụ nữ xuống xe mở cổng đi vào và canh lúc cháu bé rời khỏi võng để nhanh chân tiến vào nhà, thò tay trộm điện thoại rồi ra ngoài tẩu thoát. Cũng may mắn là cháu bé không giáp mặt với kẻ trộm, Nếu không thì hậu quả khó lường. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội cướp tài sản. Trước đó, vào ngày 13 tháng 12, tại kênh Ông Hai, ấp 5, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, Hậu Giang, 4 đối tượng này đã xông thẳng vào nhà dân, bắt 8 con gà rồi bỏ đi, mặc cho bà cụ hơn 70 tuổi ngăn cản. Sự việc khiến cho dư luận phẫn nộ. Băng nhóm này đến địa bàn xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, phát hiện bà Nguyễn Thị Chanh ở nhà một mình. Cả nhóm xông vào nhà, thản nhiên dỡ lồng gà, bắt 8 con gà trống, trị giá hàng chục triệu đồng, rồi mang đi, mặc cho người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng can ngăn. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Trường Giang, sinh năm 1999, Lê Quang Diệu, sinh năm 2004, Nguyễn Thành Tài, sinh năm 2003, Lê Đình Trung Nghĩa, sinh năm 2004, cùng ngụ thành phố Vị Thanh. Trong đó, Lê Đình Trung Nghĩa là đối tượng cầm đầu. Thời gian qua đã có rất nhiều trường hợp thanh niên lạng lách nằm dài trên yên xe, bốc đầu xe, bị lực lượng chức năng xử phạt. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Mới đây tại Hải Dương, camera hành trình của một ô tô vừa ghi lại cảnh một nhóm nam thanh niên ngang nhiên bốc đầu xe, gây cản trở giao thông khiến nhiều người phẫn nộ. Sự việc xảy ra tại Hải Dương vào chiều ngày 9 tháng 3, được camera hành trình của ô tô ghi lại. Thanh niên lên dốc cầu, bốc đầu xe, chạy bằng một bánh, trong khi xung quanh còn rất nhiều xe khác đang lưu thông, không khỏi lo ngại nguy cơ tai nạn. Mức phạt hành chính cho hành vi bốc đầu là từ 6 tới 8 triệu đồng. Nếu gây tai nạn sẽ bị phạt từ 10 tới 14 triệu đồng. Nhiều vụ còn bị khởi tố trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Thưa quý vị và bà con, mô hình nuôi ếch đã phát triển khá lâu đời tại đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mà hiệu quả mang lại cho hộ nuôi chưa cao. Gần đây, nông dân tỉnh Hậu Giang bắt đầu tiếp cận và phát triển mô hình nuôi ếch Thái Lan. Bước đầu, mô hình cho lợi nhuận ổn vì diện tích nuôi nhỏ, con ếch sạch vì kiểm soát được nguồn nước và thức ăn. Ngay bây giờ, mời quý vị và bà con cùng chương mục Nhà nông thông minh tìm hiểu về mô hình này. Bén duyên với mô hình nuôi ếch Thái Lan, nhiều nông dân chia sẻ hiệu quả mang lại khá cao do nuôi trong vèo, vừa tiết kiệm chi phí, lại dễ vệ sinh nên ếch cũng rất ít bị bệnh. Với mỗi vèo nuôi rộng khoảng 40 m2, bà con thả từ 10.000 đến 11.000 con ếch giống. Chi phí đầu tư ban đầu khoảng 28 triệu đồng. Trung bình 35 đến 40 ngày, ếch lớn và có thể xuất bán thịt với trọng lượng 6 đến 16 con 1 kg. Nuôi ếch thì trong vòng 1 tháng thì nó sẽ có đầu ra là cho bà con ta thu hoạch, thì cái vốn để mình nuôi từ nuôi và đến mà vấn đề mà đầu ra thì là cũng là chi phí nhẹ, thì bà con thì lấy con giống về thì có liên hệ trong quá trình chăn nuôi thì có trục trặc gì đó thì sẽ được hỗ trợ kịp thời. Khâu làm vèo rất quan trọng, phải chọn vị trí nước ra vô thường xuyên để đảm bảo nguồn nước sạch không bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, để đàn ếch phát triển đều, ít bị hao hụt, ếch giống thả nuôi phải chọn đồng cỡ, không bị xây xát, khỏe mạnh. Ếch là loài háo ăn nên khi đói, con lớn thường ăn con nhỏ. Để tránh hao hụt, cần lựa những con lớn, con nhỏ ra nuôi riêng ở những lồng khác nhau. Cái mô hình này trước tiên thì cái tính nó cũng khả thi cao, nên cái này nếu được thì có thể là huy động những hộ dân là cái có khả năng, có cái quyết tâm cũng như có chí thú làm ăn, đồng thời là cái liên kết với các cái ngân hàng chính sách để hỗ trợ cho vay để phát động mô hình này. Nếu cần thì liên kết với ngân hàng sẽ chia sẻ góc độ ở địa phương thì tạo điều kiện tốt nhất cho những hộ nông dân được phát triển. Ếch Thái Lan nhờ phù hợp với khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long nên chất thịt ngon, thơm, dai, tương tự ếch đồng. Tùy theo quy mô hộ nuôi, mỗi năm bà con có thể xuất bán từ 8 đến 10 lứa ếch. Sản phẩm thịt ếch ngoài được doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu còn được cung cấp tại hệ thống siêu thị, các cửa hàng tiện ích. Nhờ đó, với mỗi vèo nuôi quy mô 40 m2, bà con có thể thu được lợi nhuận từ 7 đến 10 triệu đồng. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ Xuân Nghĩa và Khôi Nguyên xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau, phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày trên Đài Phát thanh và Truyền Long An.